Xin chào các bạn ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn các bước trong quy trình đo đạt địa chính bước 1 xác định mục tiêu đo đạc bước 2 thu thập tài liệu bước 3 xác định ranh giới thửa đất thực tế và đánh dấu vị trí trên bản đồ bước 4 đo đạt hiện trường bước 5 đối chiếu tài liệu cũ bước 6 xác nhận tứ cận và chính chủ bước 7 nộp hồ sơ. Trên đây là các bước cơ bản của quy trình đo đạt địa chính bắt buộc phải thực hiện. Các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, hãy liên hệ để được tư vấn những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đang theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.